Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Vậy là sau bao nhiêu những thông tin gợi ý và rầu rĩ thì mới đây một số thông tin chính thức của số 3L One Day Chapter 1055 cũng đã được xuất bản với rất nhiều thông tin vô cùng thú vị. Nếu như Chapter 1053 là nói về Luffy, còn Chapter 1054 là nói về Sabo Viêm Đế, một người anh trai tuyệt vời khác của Luffy. Còn với Chapter 1055 này, theo đánh giá của tôi thì đây là Chapter của Sàn Tóc Đỏ, một tu hoàng duy nhất không sử dụng một trang quỷ mà chỉ thuần sức mạnh về Haki. Còn cụ thể như thế nào thì không để các bạn đợi chờ thêm nữa. Hãy cùng mình đến với những thông tin nhanh của Super L One Piece Chapter 1055 đầy thú vị này nhé. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, anh em cho mình một like, một đăng ký kênh, cùng với đó là bấm vào chuông để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính trong video hôm nay, mình xin nói rằng những ai là fan của Đô Đốc Màu Xanh Aramaki thì không nên xem chapter này. Ngoài ra những thông tin trong video gửi trước đó của tôi đã hoàn toàn đúng, và cho nên anh em hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận của video này nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tên tiêu đề của chapter 1055 này là Kỷ Nguyên Mới. Nó ám chỉ một thời đại mới mở ra trong One Piece. Và đây cũng chính là cái kỷ nguyên tồi tệ nhất mà tăng tuyến sư đô đốc Akainu đã nói ở cuối chapter 1054. Mở đầu chapter là những diễn biến ở bên trong đất nước Wano về trận chiến giữa đô đốc màu xanh Aramaki và đồng Momonosuke. Vậy là chúng ta cũng biết được lý do vì sao Momo ngăn chặn Yamato không tham gia vào trận chiến của mình, bởi cậu nhóc muốn tự mình cứu Wano, bởi đó là nhiệm vụ của mình. Tiếp theo là những khung tranh xung quanh trận chiến giữa đô đốc màu xanh Aramaki và đồng Momonosuke. Vậy là cuối cùng Momo cũng đã sử dụng được chiêu thức nhiệt tức giống Kaido, chiêu thức mà Kaido đã sử dụng để thổi bay lâu đài của Oden ở chapter 922. Và thật thú vị, chỉ với một đòn tấn công duy nhất, Momo đã làm đô đốc màu xanh Aramaki bị thương rất nặng. Với chi tiết này thì tất cả chúng ta cũng đã biết được rằng Momo đang hoàn thiện sức mạnh của mình hơn nữa. Sau đó đô đốc màu xanh Aramaki đã công đu bỏ chạy khỏi đất nước Wano sau khi cảm nhận được luồng Haki Bá Vương cực đỉnh của tứ hoàng sao tóc đỏ gần đó, và nhận ra rằng băng hải tặc tóc đỏ đã đi vào lãnh thổ của đất nước Wano. Và tôi thật sự bất ngờ với thông tin này, bởi trước đó tứ hoàng sao tóc đỏ đã nói rằng vẫn chưa muốn gặp lại Luffy vì muốn xử lý thánh cuồng Bartolomeo trước vì tội dám đốt lá cờ của băng hải tặc tóc đỏ, và thay vào đó là lá cờ của băng hải tặc mũ rơm. Hiện tại vẫn chưa biết rõ mục đích của băng hải tặc tóc đỏ khi vào bên trong đất nước Wano là gì. Có lẽ phải chờ chapter ra mắt đầy đủ chúng ta mới biết được thông tin này. Chuyển sang cảnh bên dưới lòng đất Wano, ông lão Taren Tengu Yamai Hitatsu, và cũng chính là cựu tướng quân Wano Kozuki Sukiyaki, đã dẫn đi Kurobi và Law đến nơi cất giấu phiến đá đỏ Rockmoney Click. Nó được cất giấu ở phía sau dưới lòng đất của đất nước Wano cũ. Và cũng tại đây, ông đã giải thích cho họ biết cách xây dựng lên đất nước Wano của hiện tại. Wano từng là một đất nước rất to lớn, nhưng hiện tại lại rất nhỏ bé do mực nước biển dâng cao. Tiếp sau đó là có rất nhiều cuộc nói chuyện giữa ba nhân vật này. Và đối với tôi, đây là một thông tin cực kỳ quan trọng, và tôi sẽ nói rõ hơn trong video phân tích của chapter 1055 này. Chuyển sang cảnh bên trong kinh thành thủ đô Hoa, băng hải tặc mũ rơm vẫn đang vui chơi trong bữa tiệc. Bất chợt Luffy và Kid cảm nhận được luồng Haki Bá Vương cực đỉnh của tứ hoàng sao tóc đỏ bao trùm cả đất nước Wano. Và tôi nóng lòng muốn xem biểu cảm của hai nhân vật này sẽ như thế nào khi biết được sao tóc đỏ đến Wano, đặc biệt là Kid, người bị mắc cánh tay do chạm trán của băng hải tặc tóc đỏ. Và thông tin cuối cùng cũng là thông tin quan trọng nhất, tuần sau tiếp tục có chapter mới. Trên đây là tất cả những thông tin nhanh của Super L One Piece Chapter 1055. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.